Ông vua mê gái. Ngày xưa ngày xưa, Phượng Hoàng là loài chim huyền thoại được Thượng Đế đặc biệt ban tặng viên ngọc quý, có thể đi lại giữa cõi trời. Cũng nhờ có Phượng Hoàng mà mỗi khi mặt đất chuẩn bị có thiên tai thì loài người đều được Phượng Hoàng báo trước. Cũng thời đó, ở dưới cõi người, đức vua của vương quốc nọ phải lòng một cô cung nữ vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng khi vừa lập cung nữ đó lên làm phi tần thì chẳng bao lâu mỹ nữ bị lâm trọng bệnh. Hoàng thượng ơi, xin người cứu thiếp. Phi tần yêu quý của ta, nàng hãy cố gắng lên. Còn phải đánh đổi bất cứ cái giá gì trên đời này, ta cũng đánh đổi để cứu được nàng. Muôn tàu đức vua, thần có mặt. Thầy Pháp Musa, ông đến rồi. Nghe nói ông có cách cứu được phi tần của ta. Dạ thưa đức vua, câu trả lời lúc này chỉ có một. Đó là nội trong 34 ngày tới phải có được 3 giọt máu của Phượng Hoàng thì nương nương mới có thể cứu được. Hả? 3 giọt máu của Phượng Hoàng trong 34 ngày tới ư? Phượng Hoàng là linh vật của cõi trời và cõi người, làm sao có thể bắt được Phượng Hoàng để lấy máu đây? Nghe theo lời thầy Pháp, đức vua quyết tâm lấy bằng được máu Phượng Hoàng để cứu phi tần yêu quý của mình. Truyền đông khắp đất nước, ai bắt được Phượng Hoàng sẽ được đức vua tuyển làm phò mã. Được tuyển làm phò mã ư? Thật là một cơ hội hiếm có. Đây chính là cơ hội ngàn vàng để ta có được nàng. Dạ dạ, cõi người luôn có thật nhiều điều bất ngờ. Mỗi lần ghé đường đây đều thật dễ chịu. Ủa, cái gì kia? Ồ, xem kìa, ta có nhìn nhầm không? Là một cô Phượng Hoàng vô cùng nổi bật. Chà, đâu ra cô Phượng Hoàng gái rực rỡ và quyến rũ thế kia chứ. Nàng ta thật đáng yêu. Chuyện gì thế này? À, trúng bẫy thật rồi. Con người to gan kia, người dám giăng bẫy ta ư? Mau thả ta ra. Không có chuyện đó đâu. Giờ ta sẽ mang ngươi đến trình vua, và sau đó ngươi sẽ gả công chúa cho ta. Ngươi mang ta đến trình vua? Đúng vậy, phi tần yêu quý của đức vua đang lâm bệnh vô cùng nguy kịch. Nghe đồn chỉ cần 3 giọt máu của Phượng Hoàng thì ngươi sẽ khỏi. Thật nhảm nhí, nếu ta chỉ cần mất một giọt máu thôi là coi như mất mạng rồi. Đức vua dám cả gan ban lệnh bắt ta ư? Bắt chứ sao không, và giờ ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ đức vua để được thành phò mã. Này chàng thợ săn, hãy nghe ta đây. Ta có ý này muốn bàn với ngươi. Hãy thả ta ra, ta sẽ đưa anh đến núi vàng. Ở đó anh có thể lấy bao nhiêu vàng tùy ý, và khi ấy anh giàu có rồi, muốn lấy cô vợ đẹp nào mà chẳng được. Núi vàng ư? Nhưng công chúa là duy nhất trên đời, có đánh đổi tất cả mọi thứ vàng bạc trên thế gian so với nàng ấy thì cũng không thể đánh đổi được. Ta muốn có được nàng hơn. Kìa, sao anh lại ngốc thế? Khi có nhiều tiền vàng, chẳng phải anh sẽ có được mọi thứ hay sao? Không, điều ta muốn là công chúa mà thôi. Đúng là Phượng Hoàng thật rồi. Đức vua, chính là vì người ra lệnh săn lùng ta đấy ư? Đúng vậy. Chẳng hay người có biết, dù chỉ mất một giọt máu thôi thì ta cũng sẽ mất mạng. Với ta lúc này, cứu phi tần mới là điều cần được ưu tiên nhất. Đúng là không còn lời nào có thể thuyết phục được nữa rồi. Giờ thì ta đành nói điều cuối cùng này. Ta có thể cứu được mạng sống phi tần của ngươi mà không cần đến những giọt máu của ta. Ta chỉ cần cứu được mạng của phi tần thôi, cách nào cũng được. Đây là viên ngọc, có thể giúp ta đi lại giữa cõi trời và cõi người. Mất viên ngọc này, coi như cõi người sẽ không có ta nữa. Ngươi hãy dùng viên ngọc này đưa cho phi tần của ngươi. Nó có thể chữa mọi thứ bệnh trên thế gian. Thế nhưng, ngay khi người đó khỏi bệnh, hãy thả ta ra. Được, được. Đức vua. Trời ơi, thật là một phép màu.
người khỏi bệnh rồi. Vậy có nghĩa là ta sẽ bị gả cho gã thợ săn à? Nhưng người kia xấu xí quá, con không lấy hắn ta đâu. Đúng là ta có nói lại bắt được Phượng Hoàng lấy 3 giọt máu thì ta sẽ gả công chúa cho. Nhưng nay ta không có lấy 3 giọt máu của Phượng Hoàng nên lời hứa đó vô giá trị. Ngài người đâu, ban thưởng cho hắn 3 thỏi bạc rồi đưa đi. Đức vua, chẳng phải phi tần của người được cứu rồi sao? Sao người lại bội ước với thần chứ? Đức vua, Đức vua, liệu người có bội ước với ta không vậy? Giờ phi tần của ta khỏe mạnh rồi, ta cũng không cần giữ người nữa. Giờ người sẽ được tự do. Đúng là giờ ta sẽ được tự do, nhưng cái giá của sự tự do này quả thật không hề rẻ. Chung quy lại cũng chỉ vì 3 kẻ ngốc mà thôi. 3 kẻ ngốc, ý ngươi là sao? Kẻ ngốc đầu tiên chính là ngươi, Đức vua. Kẻ thứ hai là chàng thợ săn. Và kẻ thứ ba chính là ta. Hả? Ngươi dám gọi ta là kẻ ngốc sao? Đức vua vì tin lời một thầy pháp rằng có thể cứu mạng phi tần của mình mà bất chấp săn lùng máu của ta, từ giờ không đến được cõi người thì ở đây có bất cứ thiên tai gì thì ngài và dân chúng của ngài sẽ tự chịu lấy mà không hề được báo trước. Và dù Đức vua có biết điều đó rồi thì người vẫn bất chấp để cứu phi tần, đó chẳng phải là kẻ ngốc đầu tiên hay sao? Còn gã thợ săn vì quá ước mơ được lấy công chúa mà bất chấp tất cả để rồi chẳng có được giàu sang lẫn công chúa, đó quả thật là kẻ ngốc thứ hai. Còn ta vốn là linh vật tự do, nhưng vì mê muội cô nàng Phượng Hoàng cái xinh đẹp mà mắc bẫy thì đúng là kẻ ngốc thứ ba. Và bài học xương máu Phượng Hoàng để lại vẫn đúng cho đến ngày nay, rằng với đấng mày râu thì khó qua được cửa ải mỹ nhân. Chân tình. Sao mà em có sao không? Tôi không sao, cảm ơn anh. Tôi không nhìn thấy gì, nhưng tôi đoán anh không phải người của xưởng điêu khắc, đúng không? Tại sao anh lại biết tên tôi vậy? Vì tôi để tâm đến em từ lâu lắm rồi. Tên tôi là Blin, đến xưởng điêu khắc để tham quan, và có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau đấy. Sách của em đây, nhớ bước đi cẩn thận kẻo ngã nha. Em bị xước tay rồi nè. Xe của tôi có ergo bằng thương đấy. Blin à, cảm ơn anh nhiều lắm. Chào tất cả mọi người, hôm nay có anh Finn, đại diện tập đoàn Saint Louis, đến đây để tìm được những đối tác tiềm năng cho định hướng phát triển kinh doanh của tập đoàn. Finn, mời cậu cứ xem qua những tác phẩm ở đây nha. Tượng này của ai đây? Tôi có thể gặp nghệ nhân đã tạc bức tượng này không? Cậu quả là có con mắt tinh tường. Đó là tác phẩm của Sam Wenner đấy. Tuy mắt cô ấy không nhìn thấy ánh sáng, nhưng bằng nội tâm phong phú và đôi bàn tay nhạy cảm, cô ấy là học viên xuất sắc nhất của xưởng điêu khắc này. Rất nhiều người đặt vấn đề hợp tác kinh doanh tác phẩm của Sam, nhưng cô ấy còn chưa đồng ý. Sam đã đoạt nhiều giải thưởng cấp khu vực và quốc tế. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác đều đánh giá Sam là một tài năng hiếm có. Chỉ có điều cô ấy rất nghệ sĩ và khó tính. Đó là bức tượng của bà lão Salem, một người bạn cũ của tôi. Tôi hơi bất ngờ đấy. Cô ấy là một người rất khái tính, khó nói chuyện, sống rất khép mình và không muốn mở lòng với thế giới xung quanh. Không hiểu sao hôm nay lại đến tận đây gặp mặt cậu. Sam thật tốt số quá, chưa gì đã được Finn, con trai tổng giám đốc tập đoàn San Luis để ý tới rồi. Ngày nào anh ấy cũng dành thời gian đến đưa đón cô ấy kìa. Đúng là xinh đẹp thông minh không bằng may mắn, nhưng bù lại trời cho không quấy anh chàng lịch lãm đẹp trai giàu có kia. Sam à, anh yêu em. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim anh đã thuộc về em rồi. Em là người con gái xinh đẹp đáng yêu nhất anh từng biết. Nhận lời là bạn gái của anh nha. Finn, em thật hạnh phúc khi có anh. Chỉ cần cảm nhận khuôn mặt anh bằng bàn tay của em cũng cảm thấy ấm áp lắm rồi. Sam, em đang làm bức tượng về ai thế? Finn à, anh tới rồi đó à. Bức tượng này vẫn đang là bí mật của em. Khi nào em hoàn thành, em sẽ nói cho anh biết. Sam,
Sắp tới công ty anh có chương trình trưng bày những mẫu điêu khắc từ các nghệ nhân trẻ. Anh muốn em tham gia, muốn giới thiệu tài năng của em đến tất cả mọi người. Anh cũng muốn em ra mắt với tư cách là một trong những người phụ trách thiết kế không gian cho chuỗi thương hiệu cà phê mới của tập đoàn nữa. Anh muốn em xuất hiện trước công chúng à? Không cần đâu. Nếu anh muốn sử dụng những tác phẩm của em, anh cứ dùng đi. Không, hình ảnh của em sẽ là điểm nhấn của cả chương trình chứ. Có em, chương trình mới thành công được. Ý anh là anh muốn đông đảo khán giả sẽ biết tới em, một cô gái xinh đẹp tài năng đứng sau những bức tượng tinh xảo và giá trị. Anh tự hào vì có em mà, Sam. Không biết đến bao giờ tôi mới được hoàn thành hả, bà Salem? Yên tâm, cậu là hiện thân của anh chàng Flynn trong trái tim của Sam. Cô ấy nhất định sẽ dành hết toàn bộ thời gian và tâm huyết để hoàn thành cậu đó. Tôi biết chứ, bà Salem. Tôi cảm nhận được tình yêu dịu dàng và nồng nàn từ bàn tay mềm mại của cô ấy. Nếu tôi là Flynn, được sống như một con người, tôi sẽ nắm Sam thật chặt và không bao giờ để cô ấy đi đâu. Là người ư? Cậu thật mơ mộng. Chúng ta chỉ là những linh hồn của bức tượng. Sam không bao giờ biết tới chúng ta, và chúng ta cũng không được phép cho cô ấy biết. Truyền thuyết xưa kể rằng, nếu một linh hồn bức tượng có ý chí và cảm xúc quá mạnh mẽ, quá mãnh liệt, động lực tinh thần bên trong nó sẽ thôi thúc nó thoát ra ngoài và làm những việc vượt quá quyền hạn của mình. Lẽ nào một linh hồn bức tượng có thể thoát ra ngoài ư? Đúng vậy. Một linh hồn chỉ có thể tồn tại bên ngoài bức tượng của mình trong vòng một ngày ngắn ngủi thôi, chàng trai ạ. Nếu trong 24 giờ, linh hồn đó không quay trở lại, nó sẽ tan biến mãi mãi như một nắm cát. Nhưng đó chỉ là tất cả những gì ta nghe mọi người truyền tai nhau. Còn thực hư thì không biết như thế nào. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng phải người, chỉ là những bức tượng mà thôi. Là chúng ta? Đúng là chúng ta chỉ là những bức tượng mà thôi. Kính thưa quý vị, hôm nay tập đoàn Saint Louis xin được khai mạc triển lãm nghệ thuật điêu khắc từ những nghệ nhân trẻ mà tập đoàn vinh dự được hợp tác. Xin giới thiệu một cô gái tài năng vô cùng đặc biệt, Sam Wenner, với đôi mắt tâm hồn tinh tế và trái tim nhạy cảm. Những tác phẩm của Sam thực sự đã chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả. Cô ấy là một nghệ sĩ khiếm thị, cô ấy giỏi giang quá. Tôi đã được xem những tác phẩm điêu khắc của cô ấy, thật sự rất tinh tế và có hồn. Tập đoàn Saint Louis hẳn là rất uy tín mới độc quyền mời được cô ấy về. Tôi nghe nói biết bao nhiêu người đã ngỏ ý kinh doanh tác phẩm và thương hiệu của cô ấy, nhưng mà cô ấy chẳng đồng ý đấy. Hẳn là Bin phải có mối quan hệ rất đặc biệt với cô gái này. Thuê bao hiện đang bận, vui lòng để lại lời nhắn. Flynn à, mấy hôm nay anh bận lắm đúng không? Khi nào anh hết bận, nhớ đến thăm em nha. Em có món quà muốn khoe với anh. Cuối cùng, mình cũng làm xong bức tượng mà mình tâm huyết nhất từ trước tới giờ rồi. Hẳn là Flynn sẽ rất vui khi mình nặng bức tượng này tặng cho anh ấy. Flynn liệu có gặp chuyện gì không nhỉ? Đã 5 ngày anh ấy không liên lạc với mình rồi. Lo cho anh ấy quá. Flynn à, vì không biết làm cách nào để gặp anh, nên em đã quyết định tặng một bức tượng mang hình hài của anh để có thể cảm thấy anh luôn hiện diện bên em. Tuy chưa từng nhìn thấy anh, nhưng bằng tình yêu và cảm nhận qua đôi bàn tay của mình khi chạm vào anh, em tin bức tượng đất sét này mang khuôn mặt của anh đó, Flynn à. Thật tội nghiệp quá, chỉ biết chờ đợi mà thôi. Anh chàng kia ở nơi đâu mà tệ như vậy cơ chứ? Bà Salem, thấy Sam buồn bã thế này, tự dưng tôi cũng thấy buồn quá, không thể tả nổi. Tôi chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng để xoa dịu nỗi buồn này. Điều an ủi duy nhất đối với tôi đó là bức tượng của Flynn, người mà cô ấy yêu. Lý trí lại đi, cậu không phải là Flynn, cậu chỉ là linh hồn bức tượng của anh ta, là món quà mà Sam tặng cho Flynn mà thôi. Bà Salem, tôi không hiểu lắm, liệu có phải bức tượng nào cũng có linh hồn như chúng ta không? Dĩ nhiên là không rồi, vì Sam đã hoàn thành chúng ta với toàn bộ tâm huyết và tình cảm của cô ấy, nên chúng ta cũng có hồn, có cảm xúc và suy nghĩ như một con người. Cậu phải thấy mình may mắn và quý trọng điều này đấy, chớ có làm điều gì dại dột. Flynn à, nếu anh ở đây, em sẽ cùng anh thực hiện 3 điều ước mà em muốn làm với người mình yêu. Em muốn cùng được nấu ăn với anh, cùng được khiêu vũ với anh trong bữa tối lãng mạn,
và cùng được ngồi cảm nhận không gian bầu trời đêm với anh. Sam, anh xin lỗi, mấy hôm nay anh đi công tác bận quá, không gọi cho em được. Finn à, anh làm em lo quá. Anh mệt lắm không? Em có một ít bánh ngọt, để em xuống bếp tìm cho anh nha. Rosie, anh đã dặn em ngồi trong xe đợi rồi, tại sao em lại vào tận đây chứ? Anh sợ cái gì? Cô ta có nhìn thấy gì đâu. Em chỉ vào xem cô ta giỏi giang cỡ nào mà khiến anh phải giả vờ yêu đắm đuối như vậy. Thì cũng chỉ là giả vờ thôi mà. Em không thấy sau buổi ra mắt triển lãm, hình ảnh của Sam đã khiến khán giả yêu mến, đối tác liên tục gửi hợp đồng về công ty đấy thôi. Nếu anh không làm thân với Sam, liệu cô ta có đồng ý cho anh sử dụng hình ảnh và sản phẩm để kinh doanh với lợi nhuận cao như vậy hay không? Em có biết anh đã mất bao nhiêu công sức để tiếp cận và tạo lòng tin cho cô ta không? Cô ta chính là sản phẩm truyền thông tốt nhất của tập đoàn anh chứ gì. Flynn, anh cũng mô gớm. Bình tĩnh đi. Linh hồn cậu thuộc về Flynn đấy. Vì Sam làm ra cậu để dành tặng cho anh ta, cậu không được đối đầu với chủ thể của mình. Nhưng bà thấy tình điệu giả đó làm gì với Sam rồi chứ? Hắn đã lừa cô ấy vì lợi ích riêng của mình. Con người được sống, được yêu, nhưng lại tự cho mình thêm cái quyền được ngang nhiên lừa dối và phản bội ư? Flynn à, anh còn ở đó không? Ăn chút bánh rồi đây nè. Sam, để lần sau anh ăn nha. Anh phải đi công tác gấp rồi. Khi nào rảnh, anh sẽ nhắn cho em nha. Flynn. Sam, cô ấy bị ngất rồi. Trời ơi, không có ai ở đây để cứu cô ấy cả. Bà Salem, đợi cả phút rồi mà không có ai đến đây cứu cô ấy cả. Tôi phải làm gì đây? Chúng ta thử tiếp tục đợi xem sao. Cậu bình tĩnh lại đi. Không được, không có một ai ở đây thấy Sam ngất cả. Nhỡ cô ấy gặp nguy hiểm thì sao đây? Tình Linh khốn kiếp kia đã vội vàng đi theo cô bộ của anh ta rồi. Trời ơi, tôi chỉ muốn lao xuống ôm lấy cô ấy, nhưng tôi không thể làm gì được. Xin thần linh hãy ban cho Sam bình yên. Dù cô phải đánh đổi sự sống của mình, con cũng cam lòng. Cậu nói cái gì vậy? Hãy cẩn thận với lời nguyện cầu của mình. Cậu sẽ không quay lại được nữa đâu. Đừng tự làm mọi thứ rắc rối lên. Cậu không nhớ truyền thuyết cổ xưa mà tôi đã kể với cậu rồi à? Rắc rối gì chứ? Bà có thấy Sam đang bất tỉnh không? Giờ tôi không nghĩ được gì ngoài việc cầu nguyện cho cô ấy. Truyền thuyết cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Làm sao tôi có thể... Tôi... Sao tôi lại thoát ra như một người độc lập thế này chứ? Lẽ nào tôi... Cậu giống hệt như Flynn. Giọng nói cũng không khác gì. Thật kỳ diệu. Chẳng lẽ truyền thuyết về những bức tượng là có thật? Còn chần chừ gì nữa, hãy đưa Sam đi đi, gấp lắm rồi. Nếu như đúng những gì tôi đã kể, cậu phải làm mọi cách để quay về bức tượng chủ thể trong vòng 24 giờ. Điều kiện quan trọng là không thể để Sam, người tạo ra cậu, biết rằng cậu đang hiện diện độc lập. Và nhất là cậu ấy không được biết đến tình cảm của cậu. Nếu không, cậu sẽ không bao giờ còn thuộc về tượng của Flynn thật, không thể quay về chủ thể của mình được nữa, và tan biến như một nắm cát đấy. Nhưng mắt của Sam không nhìn thấy mà. Lẽ nào tôi vẫn sợ cô ấy biết đến sự hiện diện của tôi sao? Flynn à, tình yêu thì không thể thấy bằng mắt thường được đâu. Phép thuật cổ xưa này cũng rất đặc biệt. Sự hiện diện của một linh hồn bất tượng chỉ được nhìn thấy bằng cảm xúc thật sự. Nếu trái tim Sam cảm nhận được tình cảm chân thành của cậu, nhất định cô ấy sẽ nhìn thấy cậu. Khi đó cậu không thể quay trở lại. Vậy nên, chúc cậu may mắn. Mình có nên cho cô ấy biết rằng tên khốn Flynn kia đã lừa dối cô ấy không? Cô ấy có quyền biết chứ. Không, cô ấy không thể biết được. Mãi cô ấy mới chịu mở lòng và đặt niềm tin vào tình yêu. Nếu biết điều ấy, Sam sẽ rất đau khổ, sẽ càng sống trong cô đơn lạnh lẽo. Mà mình thì... mình không thể chịu nổi khi nhìn Sam đau khổ. Finn, anh đừng đi. Sam, em có thấy mệt ở đâu không? Bác sĩ nói em bị suy nhược và trầm cảm. Finn, anh đấy à? Em có nghe nhầm không? Anh đã ở lại với em à? Lúc đó anh nghĩ bỏ lại em có lẽ không ổn, nên anh đã quay lại và gặp em đang bị ngất. Em biết mà. Flynn à, em nhớ anh quá. Anh đừng đi đâu nha. Hiện giờ cô ấy cứ khăng khăng nhớ gặp Linh phụ bạc ấy. Còn mình thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết đến. Nhưng tình yêu thật sự có lẽ không cần nói ra cũng được. Mình chẳng cần cô ấy đáp lại gì hết, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ rồi. Sam, nhân ngày em được ra viện,
hôm nay anh sẽ thực hiện điều ước đầu tiên của em nha. Em ước được nấu ăn với người mình yêu, phải không? Mình chưa hề nói với Finn về những điều ước, mà mới chỉ tâm sự với bức tượng của anh ấy thôi. Sao anh ấy lại biết được ta? Flynn à, hôm nay chúng ta nấu món gì nào? Làm bánh nha. Mình có linh cảm khác lạ về Flynn. Anh ấy lạ lắm, không giống như Flynn mình từng biết. Mình không thể bỏ mặc cô ấy ở đây mà đi được. Mình muốn đóng băng giây phút này mãi mãi. Mau lên, sắp hết 24 giờ rồi. Cậu mau trở về chỗ cũ đi, nhanh lên. Sao vậy, cậu không thể trở về được bức tượng của mình sao? Tôi không biết nữa, bà Salem. Tôi cảm thấy cực kỳ khó khăn và đau đớn. Đã hết 24 giờ đâu nhỉ? Tại sao tôi không trở lại được chứ? Thôi rồi, tôi hiểu rồi. Vì cậu đã làm những việc mà Flynn thật sự không bao giờ làm. Ý chí của cậu đã đi ngược lại và không còn thuộc về chủ thể của cậu nữa rồi. Vì tình cảm của anh dành cho Sam hoàn toàn khác Flynn thật sự. Cậu yêu Sam, còn hắn ta thì không. Vậy là tôi mãi mãi không trở lại trú ngụ ở bức tượng này nữa được hay sao? Chàng trai, tự nhận mình là Flynn thật thì có ích gì chứ? Sam chẳng bao giờ biết đến tình cảm của cậu. Mà dù có biết đến cũng chỉ khiến cậu bị tan biến mãi mãi mà thôi. Chân tình thì cần gì được biết đến hay báo đáp gì chứ? Miễn sao Sam được vui vẻ, cô ấy đâu được phút giây nào chân thành từ gặp lên bạc tình kia. Cả chỉ lợi dụng cô ấy mà thôi. Hãy thử quay lại bức tượng của mình một lần nữa đi, biết đâu lại được. Không được bà Salem, tôi không thể quay lại chủ thể bức tượng được nữa. Em đã nghe thấy hết rồi sao? Thực ra linh tính mách bảo em nhất định anh không phải là Finn. Em đã biết, em đã nghe thấy hết cả rồi. Sam, cuối cùng em biết anh không phải là Finn. Anh là hiện thân thay thế trong bức tượng của anh ta mà thôi. Anh ta đã phản bội và lừa dối em, không xứng với tình cảm của em, Sam à. Điều đó với em không còn quan trọng nữa. Anh bị sao thế này? Em không thể chạm vào người anh. Sao bỗng nhiên trở nên trong suốt như vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra? Mặc dù vài phút nữa anh sẽ tan biến mất, vì em đã nhận ra và cảm thấy anh. Nhưng anh vẫn rất yên lòng, bởi trong cuộc đời ngắn ngủi mà em tạo ra cho anh, anh đã được sống hạnh phúc như một con người thật sự. Với anh, điều đó quan trọng hơn việc là một bức tượng vô tri mãi mãi. Không được, anh hãy ở lại đi. Em còn chưa kịp đền đáp lại những gì anh làm cho em mà. Anh không cần em báo đáp gì cả, chỉ cần hãy luôn sống hạnh phúc là được rồi. Tuần trước còn nhắc với Sam về buổi họp báo cho triển lãm vào chiều nay rồi chứ. Những tác phẩm của cô ta là một phần quan trọng trong thiết kế trang trí không gian thương hiệu cà phê mới của chúng ta. Mau gọi cô ta đến trang điểm cho sớm. Nếu Sam có hỏi gì đến tôi thì bảo tôi bận nha. Thưa giám đốc, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Sam suốt nhiều ngày nay nhưng mà không được. Xưởng điêu khắc nơi cô ấy làm việc nói rằng cô ấy đã rời đi rồi ạ. Sao cơ? Không đời nào. Sao cô ta lại đi đúng lúc này cơ chứ? Finn à, anh đã xem báo bạn ngày hôm nay chưa? Không biết Sam trả lời báo từ bao giờ. Cô ta đã tố cáo anh để trục lợi. Giờ nhà báo và các khách hàng đang đứng ngoài cổng công ty đòi gặp anh kìa. Gì cơ? Flynn, xin anh hãy cho chúng tôi biết Sam, nhà điêu khắc khiếm thị nổi tiếng, hiện đang ở đâu đi. Không biết có phải anh đã lừa dối và lợi dụng tình cảm của cô ấy và trục lợi hình ảnh cô ấy trong chiến dịch truyền thông cho tập đoàn hay không? Flynn, mối quan hệ của anh với Rosie, con gái giám đốc điều hành khách sạn Tolia là gì? Hai người có phải đang yêu nhau hay không? Flynn à, liệu scandal này có khiến cho việc kinh doanh của St. Louis thiệt hại nặng nề không? Cô Sam, em có thể hỏi cô điều này được không ạ? Những bức tượng chúng ta làm ra liệu có thể nói chuyện với chúng ta không? Thằng Philip lại mơ mộng hão huyền rồi kìa. Philip tỉnh lại đi. Mặc dù vài phút nữa anh sẽ tan biến mất vì em đã nhận ra và cảm thấy anh, nhưng anh vẫn rất yên lòng,
bởi trong cuộc đời ngắn ngủi mà em tạo ra cho anh, anh đã được sống hạnh phúc như một con người thật sự. Với anh, điều đó quan trọng hơn việc là một bức tượng vô tri mãi mãi. Philip, chỉ cần em đặt cả tâm huyết và cảm xúc của mình vào tác phẩm của mình, nó cũng sẽ có hồn, có tri giác như chúng ta đấy. Giống như mắt cô tuy không nhìn thấy em, nhưng cô vẫn cảm thấy được em là một cậu bé tình cảm và thực sự yêu nghệ thuật điêu khắc này. Bức tượng của em có lẽ giờ anh đang ở đâu đó trên bầu trời kia, nhưng anh yên tâm nha, em vẫn đang sống bình an. Cảm ơn anh, cảm ơn những gì đáng trân trọng anh đã dành cho em. Quan xử án Nguyễn Mại. Xưa kia có ông Nguyễn Mại, người làng Ninh Xá, huyện Chí Linh, Hải Dương. Ở tuổi 36, ông đỗ hoàng giáp, vị trí chỉ đứng sau Trạng Nguyên và làm quan dưới triều vua Lê Hy Tông. Tài bắn cung và cưỡi ngựa của ngài đúng là hơn người, tại hạ xin bái phục. Chuyện săn bắn không chỉ cần sức khỏe mà còn cần mưu lược. Ta lấy chuyện đó để rèn luyện bản thân, chưa từng nghĩ để phân cao thấp với ai. Ban đầu, Nguyễn Mại giữ chức tả thị lang ở Bộ Lễ. Ông được cử đi sứ nhà Minh, rồi làm đốc trấn Cao Bằng, sau đổi về đốc trấn Sơn Tây. Đến nay, trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện về việc xử án tài ba, xét đoán như thần của Nguyễn Mại. Ôi làng nước ơi, sao cái số tôi nó khổ thế này? Nhà ngươi có chuyện gì mà kêu khóc ở đây? Bao nhiêu công tôi chăm bẩm được buồng chuối vừa to vừa đẹp, mấy miệng ăn nhà tôi chỉ trông chờ vào buồng chuối ấy, thế mà tên bất lương nào lại trộm mất rồi. Xưa nay không thấy ai để ý đến việc điều tra xét xử tội ăn cắp vặt, nên tệ nạn này mới có cơ hội hoành hành khắp nơi như vậy. Bẩm quan, những vụ án thế này thường rất khó tìm ra thủ phạm, vì kẻ gian hành động nhỏ lẻ không để lại nhiều manh mối, cũng khó trách quan lại nhiều nơi làm lơ với tệ nạn này. Đúng là khó, nhưng không phải không có cách. Ta nhất định sẽ điều tra vụ này đến nơi đến chốn để làm gương cho những kẻ khác. Dạ bẩm quan, mong ngài lấy lại công bằng cho nhà tôi. Cả nhà tôi xin đổi ơn ngài. Được rồi, ngươi cứ kể lại mọi việc cho ta trước đã. Không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào ngươi thấy khả nghi dù là nhỏ nhất. Những chi tiết mà nhà ngươi kể đều chỉ là suy đoán, không thể là bằng chứng được. Dạ bẩm quan, vậy là không thể tìm được kẻ trộm sao quan? Chắc chắn phải có manh mối nào đó chứ. Vết chặt trên cây còn mới, có lẽ bị trộm cách đây không lâu. Kẻ trộm hành động nhanh gọn, không để lại manh mối gì, chắc hẳn phải là người quanh đây. Ngươi yên tâm, ta đã nghĩ ra cách giúp nhà ngươi rồi. Bẩm quan, tại sao lại phải như vậy? Ngươi cứ đến gặp lý trưởng và truyền đạt lại những lời của ta, mọi chuyện lát ngươi sẽ rõ thôi. Sao bỗng nhiên lý trưởng lại yêu cầu chúng ta đi phét ao đình nhỉ? Nghe đâu có vị quan lớn đi qua ao đình thấy loài cá lạ, vậy nên huy động cả làng mình đi phét ao bắt cá. Thấy bảo nếu bắt được sẽ có trọng thưởng đấy. Vừa nghe có thưởng, cả làng mình đã kéo nhau đi nườm nượp. Chưa hôm nào thấy làng mình đông đủ hăng hái thế này. Bác hăng hái quá, loáng cái đã thấy bắt được 2-3 con rồi. Anh có kém gì tôi đâu, nhưng không biết con nào mới là con quan trên vừa mắt. Ngài có thể cho ta biết mục đích của chuyện này không? Một người dân trong làng báo với ta về chuyện nhà chị ta bị mất trộm buồng chuối. Bằng cách này ta có thể tìm ra kẻ trộm. Khiến ngài phải nhọc công vì một vụ án nhỏ như vậy, ta thật đáng tội. Có thể ngươi thấy đây là một vụ nhỏ, nhưng nhiều vụ án nhỏ sẽ tạo ra một bất ổn lớn. Sự yên bình của một làng, một nước, suy cho cùng cũng từ sự yên bình của mỗi người dân mà thành. Nếu chúng ta cứ để những kẻ ăn cắp vặt này tự do ngoài vòng pháp luật, sớm muộn gì cũng có ngày gây họa lớn thôi. Lời ngài nói chi phải, ta đã quá nông cạn rồi. Ngươi hiểu ra là chuyện đáng mừng. Giờ thì hãy sai người giúp ta mua trầu cao về đây. Ta sẽ đích thân mời trầu cho từng người trong lúc nghỉ giải lao. Cả làng đã vất vả một phen rồi. Chuyện này cứ làm theo lời ta nói, kẻ trộm sẽ sớm lộ diện thôi. Mọi người nghỉ giải lao nào.
sợ Hoàng Đốc Trấn đã sai người chuẩn bị trầu cao cho mỗi người ăn trong lúc giải lao để khích lệ tinh thần. Ngài còn muốn đích thân mời trầu từng người, tất cả như rửa tay sạch sẽ cho ta. Hoàng Đốc Trấn thật là chu đáo. Đội ơn ngài, ngài thật chu đáo. Liệu có phải hắn? Bàn tay này cũng sạch, không phải hắn. Đã phát trầu cho gần hết người dân trong làng rồi mà vẫn không tìm thấy thủ phạm. Lẽ nào suy đoán của ta là sai? Vất vả rồi, ăn miếng trầu cho lại sức. Dạ, đội ơn quan trên. Bàn tay của hắn có vết thâm bẩn. Đúng rồi, tên trộm đây rồi. Sao tay anh lại có vết gì thâm bẩn thế này? Trông như nhựa chuối phải không? Bẩm quan, phải ạ. Còn con vừa chặt buồng chuối trong nhà nên nhựa chuối dính vào, rửa mãi không sạch ạ. Vậy ngươi hãy dẫn ta về nhà, ta muốn xem buồng chuối nhà ngươi thế nào, cây chuối nhà ngươi ra sao. Bẩm quan, sao người lại... Còn sao với trăng gì nữa chứ, quan trình muốn xem cây chuối của nhà ngươi, nhanh dẫn người đi. Bẩm quan, xin thứ tội cho con, chẳng mấy khi được diện kiến quan lớn nên ban nãy con có chút bối rối nói nhầm. Là sáng nay con đi đến thăm người họ hàng ở xa, được biếu buồng chuối mang về, chứ nhà con thì làm gì có chuối ạ. Có chuyện gì thế nhỉ? Khá khen cho nhà ngươi, lương lẹo đủ đường. Thú thật với nhà ngươi, ta đang cần một buồng chuối để làm lễ trong phủ, nhưng gia nhân mua thế nào cũng không vừa mắt ta. Buồng chuối nhà ngươi là của biếu, chắc hẳn là phải to đẹp lắm, ngươi có thể bán lại cho ta được không? Thì ra là vậy. Bẩm quan, chuyện này có gì khó đâu, để con về nhà mang buồng chuối qua đây cho ngài ạ. À, ta hỏi nhà ngươi một lần nữa, đây có thực là buồng chuối mà nhà ngươi được biếu hay không? Dạ, bẩm quan, đúng ạ. Người đâu, bắt kẻ này lại, áp giải đến nhà người mất buồng chuối sáng nay cho ta. Bẩm quan, ban cho tôi quá, tôi có trộm cắp gì buồng chuối nhà chị Dần đâu. Ta còn chưa nói nhà nào mà ngươi đã biết là nhà chị Dần, vậy còn kêu oan được sao? Được rồi, ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Kích thước cũng như vết cắt của buồng chuối và cây chuối vừa khích, không thể có chuyện trùng hợp đến thế được. Chỉ có thể là nhà ngươi đã chặt trộm buồng chuối của chị này thôi. Ngươi có biết nhựa chuối sau khi dính bùn bẩn thì sẽ rất khó rửa sạch không? Chính đôi bàn tay này đã tố cáo ngươi là kẻ trộm. Bẩm quan, là con trót dại tham quan của nhà người khác, tội nhỏ lại phạm lần đầu, mong quan trên xá tội cho. Không có tội trạng nào là nhỏ, đối với ngươi nó chỉ là một buồng chuối, nhưng với gia đình chị kia thì cả nguồn sống. Quốc công quốc pháp, ta không thể xá tội cho ngươi. Lý trưởng đâu, hãy nghiêm trị kẻ này để làm gương cho kẻ khác. Ta xin tuân lệnh. Đúng rồi, phải nghiêm trị. Quan trên phán xử hay quá. Sử sách đến nay vẫn còn viết về Nguyễn Mại như bao công của đất Việt, một vị quan thanh liêm, chính trực, có mưu lược, xét kiện sáng suốt, được người dân nể trọng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.